Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang dẫn bạn trên trang web là phan.tú.com. Thì video trước tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái phần mềm có tên là Roadshow nè bạn. Cái phần mềm này là dùng để tạo ra cái dạng hình khối bạn. Tạo nhân vật 3D từ những ráp những cái khối lại nhau, thì đây là mã nguồn mở thôi. Phần mềm này được cái là nó đơn giản, nó được có sử dụng phiên bản trên web rồi trên điện thoại được luôn nè, thấy chưa? Ta làm trực tiếp từ trên trang web luôn cũng được đó. Rồi nó được cái là nó giao diện rất là đơn giản mà rất là dễ dùng ha. Nhưng mà nó hơi hơi ít tính năng. Với lại có một cái là khi chúng ta làm xong dựng mô hình rồi á, chúng ta xuất ra cái định dạng file OBJ bằng, thì cái quả tiết á, cái texture á, nó không có được hay cho mấy. Chúng ta phải sử dụng thêm một cái phần mềm trung gian là Photoshop để chúng ta tạo ra cái texture cho cái file OBJ đó. Nó hơi mất công thôi, làm cũng vẫn được mà mất công qua thêm bước nữa. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần mềm khác mà. Phần mềm khác hay hơn, phần mềm này là Roadshow các bạn ha. Tôi đọc tiếng Anh không biết đúng không. Rồi, thì thêm một cái phần mềm nữa nè, nó dùng để vẽ những cái dạng gì nè bạn. Nói chung là những cái dạng này đang rất là phổ biến, là tôi cũng đang thích nè bạn. Sau này chúng ta sẽ làm những cái trò game dạng thứ này ha, tôi thích này lắm. Bạn nhìn thấy những con vật không, như làm rất là dễ thương ha. Con gì ta, con hươu cao cổ nè, con ngựa. Rồi, qua video sau đi măng ha. Video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cái giao diện cho thiệt là nhanh, rồi những công cụ đó nó dễ lắm, trong vòng ngày là ta tìm hiểu là ta ok hết à, học xong à. Nó quay đâu sao đi, đâu sao ta sẽ làm mấy cái này chơi cho bạn nha, làm rất là nhanh. Rồi, nó được cái là nó rất là đơn giản mà, rất là đơn giản. Mấy câu này nhìn thú vị ha. Rồi, gắn nhanh lên. Thì cái phần mềm hôm nay ta sẽ nói về cái phần mềm đó này đây, Vox Edit. Nó đang sử dụng phiên bản này, phiên bản beta bạn. Phiên bản beta thì bạn download tải về thôi. Tải về ha. Rồi, miễn phí thôi. Thì nó sẽ có ba cái chức năng chính bạn. Một là dựng mẫu, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn chú ý lỗi này. Cái thứ hai là animator, là dạng chuyển động á, dạng chuyển động gắn xương á, giống như chúng ta học cái phần mềm Cinema 4D rồi á. Thì chút nói sơ lại, nói cho biết gì thôi, chút ta nói kỹ hơn. Cái thứ ba là lock là tạo những cái khối hợp giống như này bạn, giống như là chúng ta hay làm những trò game những cái nền đất các bạn, những nền đất thường ta sử dụng những cái lock này. Nó những cái nền đất là này nè. Đây. Đâu tiêu rồi, đây nè. Các bạn, những nền đất là những cái này nè, nó dạng giống như là nền đất là một nè, rồi cái thân cây nè, rồi những cái ngôi nhà có những cái miếng gạch đó, hay là núi băng rồi đó, đại khái là những cái nền đất á, để chúng ta bước lên trên những trò chơi game ta thường có những cái đó. Ok ha, thì cái phần mềm nó rất là hay bạn, nó chuyên biệt ra từng cái luôn, tướng với mỗi cái nó sẽ có một cái giao diện riêng, như model là dựng mẫu nè, còn animation là chuyển động. Thực ra tao nói bạn cho bạn hiểu sơ sơ thôi chứ tao cũng không thích làm trong đây nữa. Là trong đây thì nó được cái lợi thế là bạn thấy ví dụ như tới thời điểm nào đó bạn muốn chỉnh sửa thì bạn lấy trực tiếp cái file từ bên model để bạn chỉnh sửa luôn. Đó, nhưng mà tôi làm biết lắm, tôi một là tôi qua Cinema 4D á, tôi làm, hai là tôi sử dụng bộ công cụ gắn xương của Cinema 4D á, còn không thì tôi sẽ xuất lên trên cái trang Mikamo á, tôi làm cho nó nhanh. Tại vì chủ yếu tôi làm theo cái hướng là tôi đang làm theo cái hướng để tôi làm game á, chứ không phải là làm theo dạng làm video hoạt hình hay là những video up content trên YouTube. Thì cái đó thì bạn phải làm nó cái liền mạch, làm thủ công. Rồi, còn cái này lót này như tôi vừa nói, làm những cái nền đất làm chơi game nè bạn. Nào mà nếu làm dựng những game thì bạn sẽ hiểu rõ ha, những cái khối để chúng ta chơi game ta nhảy lên trên á. Đây là tại tôi không có chuẩn bị trước, phải tôi có chuẩn bị trước tôi cho bạn xem cái trò chơi game ha. Rồi, làm được nhiều thứ lắm nè, giống những trò chơi game là những cái nền đất nè, nó như thế này. Rồi sau này các bạn thấy tôi sẽ làm một vài trò game này ha. Rồi bạn tải về đi, sau khi tải về thì chúng ta sẽ được cái giao diện như này, hoàn toàn miễn phí các bạn. Phần mềm có tên là Vox, tự nhiên cái tên mất tiêu rồi. Cái tên hồi nãy bạn tự lên trên Google bạn đánh ha, đây nè. Lên Google đánh cái từ khóa này ra nó ra đây. Vox Edit. Rồi. Tải về. Rồi đây là cái giao diện mà chúng ta mới mở cái phần mềm lên. Phần mềm này giống như cái phần mềm hồi trước vậy, hồi tôi mới hướng dẫn các bạn hồi video trước á, là nó hoàn toàn miễn phí nè. Rồi nó rất là nhẹ. Chúng ta không cần cài đặt hết trơn, ta lắp vô cái file setup cài đặt là nó tự động nó mở lên nè. Nó tự động mở sẵn luôn, không cần cài đặt. Rồi, thì bạn sẽ thấy đầu tiên mở lên thì nó sẽ có cái new nè. New là những cái tin tức mới giới thiệu cái phần mềm hay là gì đó. Cái phần mềm này bạn nó tích hợp cái việc là chúng ta tạo ra chuyển động á, rồi chúng ta xuất lên trên cái trang của nó để bán luôn ha bạn. Marker nó có một cái chợ đó, để chúng ta bán rồi chúng ta làm game đủ thứ đó. Giống như là nó tích hợp online trực tuyến ở trên cái trang web của nó để vừa dựng nè, rồi bán tài nguyên nè, rồi làm game luôn. Nhưng mà tôi chỉ không có quan tâm nhiều đến mức độ đó, tôi chỉ quan tâm đến việc là dựng mẫu thôi. Tại tôi cần nhiều dùng để tôi dựng mẫu. Dựng mẫu đến tay sử dụng qua những cái trình engine game khác để tôi làm game nó hay hơn. Rồi, còn này là những cái thao tác, còn này là những cái trò game đơn giản thôi.
Rồi như tôi nói bạn như nãy là nó sẽ có ba chức năng chính, tương ứng với mỗi chức năng thì nó sẽ có một cái giao diện, nó có một cái file định dạng riêng hay vậy. Tự nhiên cái file model thì nó có là chữ, cái chữ là gì bạn, chấm nè, vxm, ok ha. Rồi tôi cũng mới biết đây thôi, animator nè bạn, chuyển động thì nó sẽ có file chấm vxr, ok ha. Log thì nó sẽ có file chấm vxb, hình như là nó viết tắt của chữ cuối vậy, vx nè. Model là chữ M bạn, đúng rồi, viết tắt của chữ cuối của chữ M là model nè. Animation là VXR, R lại lấy cái chữ của animator, chữ R thơ. Còn chữ lock là VXB, B là viết tắt của chữ B lock nè, đó. Rồi, thì cái modeler này là cái quan trọng nhất tôi sẽ nói với bạn ha. Nhưng mà trước khi vào nó thì tôi sẽ nói sơ sơ như hai cái kia cho bạn hiểu, bạn tự tìm hiểu được. Với lại cái phần mềm này nó có cái hay nè bạn, nó rất dễ sử dụng và nó có 3 video tướng với 3 phần đó luôn nè, 3 video hướng dẫn. Video này hướng dẫn trên YouTube thôi nhưng mà nó không có công khai, nghĩa là bạn phải có đường link chia sẻ bằng click vô đây thì nó mới hiện thôi. Tôi tắt âm thanh ha, để thôi nó bị vấn đề bản quyền nữa, tôi tắt thử. Rồi, hình như bạn nào muốn học cái modeler ngoài trừ video tôi đang hướng dẫn bạn hãy xem thêm. Nó chỉ khoảng chừng 3-4 phút thôi bạn, rất là dễ luôn rồi, rất là mau. Ví dụ như tôi đang sử dụng cái modeler nè, dựng mẫu nè, click vô đây. Bây giờ nó ra cái kênh YouTube, nó giờ bạn thấy cái chữ không công khai không? Nghĩa là những ai có link này nó mới xem được, nó click vô đây, 2000 mấy người xem nè, ok. Rồi cái những cái kia cũng vậy thôi, cái này animator, con này lock mà click vô đây thì nó ra cái video hướng dẫn cho bạn. Rồi thì cái model là cái quan trọng nhất nên tôi sẽ nói sao đây, giờ tôi nói sơ sơ hai cái còn lại trước đi. Cái nói cái lock trước đi ha. Cái lock là gì? Cái lock này là cái thực ra mà nói thì bạn chọn nó sẽ bảo là nhấn cái chữ create new là tạo mới nè, dấu cộng nè, đó. Rồi bạn chọn cái nơi lưu cho máy tính bạn, này tôi lưu tùm lum hết rồi. Rồi bạn đặt tên gì cũng được. Rồi sau đó đặt tên đi ha. Lưu ý nó có đuôi chấm vbx, nó di động vxb ha, vxb, rồi nhấn lưu nè. Rồi thì cái này nó giống như, thật ra theo cá nhân tôi đánh giá cái này, giao diện này nó giống như là chúng ta sử dụng cái công cụ pen á, công cụ pen trong Windows đến ta tô màu mới đứng nít nó tô màu thôi, rất là dễ. Bạn thứ nhất là bạn nhìn trên đây nè, đây là lưu nè, còn đây là xoay rotate, còn đây là lật flip, còn đây là gì, đây là symmetry đối xứng, còn đây là cách hiển thị, đây hiển thị dạng ô hay là gì dạng gì hay là dạng gì nó này nè. Rồi ba cái thao tác bạn phải nhớ cho tôi là thao tác điều hướng trong đây bạn phải nhớ ha. Thứ nhất là sử dụng lăn chuột không to thu nhỏ, nó không to nhỏ. Rồi đè con lăn chuột để di chuyển. Rồi thao tác thứ ba là gì, xoay màn hình lít chuột phải, lúc nào cũng vậy, phần mềm nào cũng vậy ha, lúc nào cũng sẽ, bạn nào mà tinh mắt á sẽ nhớ là bất kỳ phần mềm 3D nào nó cũng có ba thao tác đó, tùy theo cái vòng vòng cái con chuột thôi. To nhỏ nè, giữ con lăn chuột là di chuyển, còn lít chuột phải là xoay. Rồi ok ha. Còn đây nó công cụ nè bạn, công cụ vẽ, cầm cái bút vẽ thôi, như là công cụ pen nha. Ví dụ như tôi sẽ chọn một màu đó, tôi vẽ thử cho bạn xem ha, nó rất là dễ luôn. Rồi bên đây nè bạn, bên đây là các mặt có hợp, chúng ta có tổng cộng 6 mặt, trái phải đỉnh đáy trước sau ha, 6 mặt. Còn đây là chất các chức năng mà chỉnh sửa mặt nè, lật trái lật phải nè, lật trên lật xuống nè, xoay nè, xuất file ra, nhập file vào. Còn đây là chọn màu, còn đây là những cái màu mà chúng ta đã lưu ha, palette mà bạn nào mà học về hội họa sẽ biết, giống như cái bảng palette mà chúng ta hay cầm tô màu vậy. Rồi giờ ta muốn chọn cái màu xanh đi ha, màu xanh tao vẽ nè, tao muốn quay mặt nào đi rồi vẽ nó, thấy chưa, tao muốn vẽ gì cũng được. Giờ tao vẽ hình là cái con mắt ha, tao chọc quê bạn ha, con mắt nè. Tao thường ít khi nào chuẩn bị video trước lắm, tao nhớ biết cái gì tao làm đại đó, chú ý cho bạn hiểu thôi. Con mắt cái miệng nè, nó thấy chưa, vui chưa đó. Thì cái lốc này là dùng làm gì bạn, cái lốc này chúng ta vừa nói nãy, người ta chú ý là dựng những cái nền đất, chủ yếu là làm những cái nền đất mà những cái nền đất như thế này, nó chủ yếu là làm những cái nền đất này, ok ha. Đây những cái nền đất rồi nên bạn vẽ sao cũng được, sau khi mà vẽ mặt này xong rồi bạn sẽ xoay qua đây bạn vẽ mặt còn lại, ok ha. Đó là tôi đang hướng dẫn bạn vẽ chi tiết từng cái nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi trường hợp các bạn muốn vẽ to lên thì sao? Ở đây ta có chức năng là ô đâu tiêu rồi. Đây là nhìn phối cảnh nè bạn. Perspective phối cảnh, nhìn từ trên đỉnh, nhìn dạng trực quan xuống nè. Nhìn bên cạnh trái, một mặt trái bạn, trái là led nè. Đó, nhìn mặt phải, nè. Đó. Rồi nhưng mà thường ta sẽ dùng perspective để cho nó lành, cho nó dễ. Rồi, tiếp tục. Đó là tao vẽ tùy ý ha, còn này là vẽ theo đường thẳng nè, đường line á, đó đường line đường thẳng á, thấy chưa.
Rồi hướng dẫn bạn hết đi. Rồi này là tô màu ha, chúng ta dùng cái thùng sơn mà chúng ta tô nguyên cái giống như Photoshop vậy, tô nguyên cái hộp này luôn. Ví dụ như hộp này ta muốn thành màu gì, màu đỏ đi, màu đen đi ha, màu nâu đây, lít dưới đây, thấy chưa? Nó tô hết tất cả luôn. Và bạn nhìn kỹ ở đây nó sẽ có hàng chục tọa độ là đứng với ba màu đỏ nè. Nhìn cái đường line không, đường thấy không? Cái cạnh viền nè, màu xanh lá cây, di hướng lên, chụp y á, chụp x, chụp y á, còn màu z là chụp này nè, x, y, z. Cái nút này nút chụp hình, mà lít vô đây thì nó chụp cho bức hình thôi. Lưu trên máy tính ra, còn đây là công cụ hút màu. Ví dụ như hiện tại cái màu chúng ta đang chọn là cái màu nâu nè bạn. Ví dụ như tôi muốn hút sang màu vàng thì lít vô đây thì hút vô đây. Nó. Bây giờ chuyển cái màu hiện tại chúng ta thành màu vàng liền. Nó, ví dụ như lít vô đây thành màu xanh là nè, thấy chưa? Chuyển màu xanh liền. Công cụ hút màu Photoshop thôi. Còn đặc biệt ở trong đây nó để chúng ta một cái có cái hướng là dịch giống mũi tên nè bạn. Chúng ta biết là chúng ta đang ở cái mặt nào là mặt trước của cái khối hợp này thôi, bạn sẽ xây gì nè, hồi chúng ta không biết mặt nào là mặt trước luôn. Nó người ta nhờ được cái dấu mũi tên gì để biết được mặt này là mặt front, mặt trước nè. Còn đây là ẩn hiện cái 20 tọa độ nè, ẩn hiện 20 tọa độ. Còn đây là cái dạng nhìn dạng chia mặt các bạn. Thôi mà thôi đi, nhìn này rối lắm, tắt này đi. Rồi còn gì nữa ta? Cái này là như tôi nói bạn là bạn chọn từng mặt để bạn chỉnh sửa, nó vô chọn mặt này nè, lật qua trái lật phải, nói chưa? Lưu ý là nó chỉ ảnh hưởng trên cái một mặt ha, chứ không phải ảnh hưởng hết tất cả. Dù tôi chọn tôi chọn hết này đi, tôi vẽ cái gì đi cho bạn thấy. Dù như tôi vẽ một cái hộp cái gì màu đỏ đi, rồi tôi chọn cái mặt nào chưa vẽ đi, dù mặt này đi, mặt này chắc mặt phone nè, nó tôi sẽ vẽ cố tình một bên đây thôi. Rồi khi mà tôi chọn cái mặt phone ha, đây là chức năng lật trái lật phải, thấy chưa? Rồi con này lật trên lật xuống nè, trên xuống, rồi xoay xây 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 theo chiều kim đồng hồ, xây ngược chiều kim đồng hồ. Lưu ý là nó chỉ ảnh hưởng chứ đúng cái mặt chúng ta đang chọn là mặt font thôi. Rồi này là nhập xuất file, ví dụ như đây tôi sẽ xuất cái file ra nè, import với export đó. Xuất cái file, xuất cái họa tiết này nè vào trong cái máy tính của tôi định dạng PNG gì đó. Rồi sau đó tôi xuất, tôi muốn nhập, rồi tôi nhấn chọn cái nút này, tôi sẽ nhập cái định dạng cái họa tiết texture vào trong cái file này lại. Đây là import, ok ha, tôi nói mau lắm bạn, tại vì này nó dễ mà đâu cần nó lâu đâu. Rồi còn này là gì, xây xây nguyên cái hộp chúng ta, nguyên cái đối tượng ta luôn rồi bạn, nguyên cái hộp đối tượng ta là nó sẽ xây một lít dưới đây, nó sẽ xây nó rồi xây theo trục gì đó x y z bạn tùy bạn tự hiểu. Còn đây là lật trái lật phải, thấy chưa? Giống như nãy tôi làm ở đây nè. Còn đây là tính chất symmetry đối xứng, dù tôi muốn vẽ đây nè, đối xứng này tôi bật này lên là đối xứng theo trục x rồi đó. Thì bạn sẽ thấy ví dụ như tôi vẽ cái gì thì nó sẽ vẽ đúng ở phía sau nào, nhìn kỹ ở đây mặt xanh này không có gì ha, mặt trước không có gì ha, ngoài trừ màu đỏ thôi. Dù tôi cho cái màu đỏ này là cái màu này luôn đi. Rồi ví dụ như bạn xem nhìn kỹ nè, đây là mặt trước nè, đây là mặt sau nè. Rồi tôi sẽ vẽ cái gì đó cho bạn xem, là khi ta bật cái symmetry màu đỏ nè thì nó sẽ đối xứng vào trước sau màu vàng ha. Dù tôi vẽ này nó, rồi bây giờ nó đối xứng qua bên theo trục màu đỏ nè bạn, theo trục bit á, nó theo trục bit nè bạn, nhìn thấy cái này đang bị tiệp màu rồi. Dù tôi cho cái màu khác đi cho bạn dễ thấy này, bạn thấy chưa, cái đường line ta đang là màu đỏ nè, nó đối xứng qua trục bit á. Rồi nè, bật nó xuống thì trục x, bật nó xuống thì trục y, trục y là trục đứng thẳng đứng các bạn. Còn vẽ dưới đây thì trên đây nó có, dù tôi vẽ thử ha, vẽ thử một cái màu đỏ đi, rồi vẽ thử dưới đây nè, vừa vẽ xong buông ra thì nó sẽ nó xuống lên trên, thấy chưa, theo trục y màu xanh lá cây nè. Còn đây là theo trục gì, trục này cuối cùng là trục z ha, màu xanh dương. Đây xanh dương tôi đâu, xanh dương là nằm ngang nè bạn, dù tôi vẽ đây nè nó sẽ đối xứng bên tay trái, thấy chưa, trục màu z xanh dương. Rồi cùng lúc bạn hãy đã bật hết tất cả các trục luôn, tùy bạn. Cái này nó dễ lắm, nó như trò chơi 3D cho nít vậy. Rồi đến tôi coi còn gì tôi hướng dẫn bạn nhanh từ trái phải. Này là lưu nè, xuất ra nè. Thì như từ nãy tôi nói chúng ta sẽ xuất lên trên cái market, trên cái chợ của trên mạng của nó để chúng ta bán á. Edit nè, undo redo không gì hết, help feedback phản hồi. Rồi lưu lật. Này cái này bạn hiện ra những cái ô để chúng ta tô cho nó chính xác thôi, không gì bạn. Thường ý xin lỗi, tôi chọn cái này chứ nè, tô cho những cái ô cho nó chính xác thôi, thấy chưa, nó tô cho chính xác thôi. Bật cái này lên, còn không thì bạn bỏ đi. Rồi đây là cái FPS, coi cái nó chạy mượt mà không nè bạn, RAM ta sử dụng bao nhiêu. Rồi đúng không, phải đây đây nó còn cái này, bật này lên giống như là cái bóng đèn neon bạn, chất liệu bằng đèn neon nó sáng ha, chất liệu ta rất là phát sáng nè. Nó cái ta đang chọn màu vàng đúng không, giống như là cái đèn sợi tóc neon ta vậy, cái chất liệu này rất là sáng ha. Nó bật cái này lên, bạn muốn cái nào đó thì bạn lít này, bạn bật cái này lên rồi ta vẽ nó sáng rồi, thấy chưa, nó rồi. Rồi gì nữa,
camera, đèn, không có gì hết, những đó không quan trọng, bỏ qua. Rồi ở đây là cái phần phím tắt này, nó hướng dẫn ta nè, xoay nè, xoay lấy chuột, lấy chuột phải nè, nó nhắc ta là pan nè, pan là di chuyển chuột giữa nè, còn zoom là lăn chuột nó. Ok rồi, giờ ta sẽ làm thử cái gì các bạn ha, cho nó ok tí. Ví dụ như ta tạo ra file mới đi, để thôi bắt cái file này rồi. Cái này nó không có control A mà chọn hết mà xóa được hả bạn. Cái tốt nhất mà để bạn quậy là bạn bạn cứ làm mới đi cho nó lành. Đây, tạo mới lại, nhấn red new nè, rồi đặt cái gì đó tùy các bạn, đặt tên gì đó cho nó mới lại, lock đi ha. Ok rồi, bắt đầu nó sẽ có gì. Rồi bạn có cái thường thì làm những cái này là bạn phải có cái hình mẫu nữa kế bên bạn để bạn coi cho nó rõ. Đây, ví dụ tôi lấy đại cái hình cái nào ta, cái nào cho nó dễ đây, để hướng dẫn mất công dài mất thời gian nữa, bạn hiểu ý nghĩa là được rồi. Cái nền là đây, tôi chọn đại cái nền này bạn, tôi thấy cái nền này đẹp là bạn, ví dụ như dưới là màu nâu, ở trên đây màu xanh lá cây ha, ví dụ cái nền này ha. Rồi ta để nó qua bên đây, thường làm đồ họa các bạn có hai máy tính đúng không, hai màn hình chứ, hai màn hình đó. Rồi ví dụ như giờ ở phim trên là màu xanh đúng không, ta sẽ chọn này, chọn cái màu xanh, xanh nào ta, lưới nè, phân tích tí cho bạn hiểu. Thứ nhất là cái bạn coi cái nào nhiều nhất, nhiều nhất ví dụ như là màu nâu đúng không, thì ta sẽ cho nó màu nâu trước, rồi cái nào mà ít màu anh ta mới tô với đó cho nó đỡ mất thời gian ha. Ví dụ như cái nền đất là màu nâu, ta chọn màu nâu trước đi. Rồi ta chọn đây cho nó quốc cái là áp dụng hết nguyên cái này luôn. Rồi ok ha. Rồi ta được cây đất này bạn ha. Thật ra nó có nhiều hoa văn nhỏ nhỏ chi tiết được lắm, nhưng mà làm mất thời gian lắm. Nè bây giờ nó quay văn đất không phải là trơn gì, nó có chỗ đậm chỗ nhạt nữa. Nói chung đại khái đi, chút ta xin sao. Ta làm những cái thường, ta làm những cái tổng thể trước. Rồi tiếp theo tới cái phần trên là cái phần cỏ đúng không? Thì bạn lấy cái này, bạn dùng cái này cũng được nếu bạn làm biến. Ta lấy ví dụ ha, ta sẽ cho màu xanh của cỏ là mà ấy, xin lỗi. Chết rồi. Tôi lỡ nhắn cái nó tôi cần chuẩn xác không được, tôi chọn lại đi, cái màu đất rồi, tôi cho màu đất nó hơi tối tới luôn đi. Rồi lưỡi phải chọn cái màu khác ha, lít gì đây nè, cái bút nè. Rồi cho bạn chọn cái màu nào đó, rồi ví dụ tôi vẽ đi, tôi vẽ nếu bạn sử dụng cái này thì nó làm biến, tại vì nó là cái đường line như bạn quét này đó, thấy chưa, làm cái đó cũng được mà làm biến, hình như nó hơi tối đúng không bạn. Ctrl Z qua lại đi cho nó sáng lên tí. Bạn làm cái này thì chấm từng ô một. Bạn phải bật cái đường lưới lên nếu bạn muốn cho nó chính xác cái vụ gì á. Tôi thì tôi nó tùy các bạn thôi. Vẽ xong được, kéo chuột qua là thành công rồi. Bạn cứ tạo cho tôi một cái đường bất kỳ ngẫu nhiên gì cũng được bạn. Ha. Không 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 cần quá chính xác đâu, quốc đại đi ha. Rồi, ok. Điểm đầu điểm cuối cho nó giao nhau. Lưới là không được khoảng hở nha, tôi là bằng bằng vẽ ẩu nhưng mà cũng phải là một cái đường kính ha, không được hở. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta sẽ sử dụng này hở nè, không được nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để chúng ta tô màu lại. Công cụ này bạn, công cụ mà hình nạp sơn, thùng sơn á nè. Ví dụ chúng ta làm xong ha, nguyên cái bao quanh như này. Rồi sau đó ta sẽ đích vô công cụ thùng sơn nè. Chọn nhẫn màu này luôn, ta đích vô đây. Thấy chưa? Nó làm gì rất là nhanh. Nó thấy chưa, một phút. Chưa được một phút nữa 30 giây thôi, tại vì tôi làm ẩu. Rồi ví dụ như bạn muốn nào trang trí lại cho đẹp hay sao đó tùy bạn, thì bạn chọn cái này chúng ta điểm nhắm là nhắn nhá cho nó đẹp lại tùy bạn ha, cho nó trông giống thật hơn. Ví dụ như đôi lúc nó sẽ có chỗ xuống nhiều chỗ xuống ít, ví dụ vậy nó, chứ không phải là lúc nào nó cũng ngang tràn nhau thì nó không giống thật đúng không, nó sẽ có sự random ngẫu nhiên. Ok ha, tôi làm đại thôi. Rồi nó gì cơ bản như xong rồi, rồi đầu bạn sẽ thêm một số điểm để chấm cho nó lệch màu, ví dụ như chiếc này màu tươi đúng không, bạn hãy thêm số màu tối nè. Ê xin lỗi, tôi hay quên chỗ này hoài. Bạn hãy tạo ra một cái màu khác, không có được chọn màu này, tại màu này nó đã gán vô đây rồi. Bạn phải tạo một, bạn lấy dấu cộng nè đó, sau đó bạn mới chọn một cái màu khác ở chỗ khác. Rồi trên đây bạn sẽ tạo ra cái sự random, nó dụ như bạn muốn cái chỗ nào đó giống như là mảnh đất, chúng ta không thể nào chỗ nào nó cũng trùng nhau, nó sẽ có sự khác biệt màu tí, cho nó vừa vừa thôi, nó thấy chưa, nó có sự khác biệt màu tí. Rồi bạn tô giống như ta cầm cầm bút đó, vẽ bạn tô gì tô ha, cái này quá dễ các bạn ơi. Nó bạn muốn tô cho nó sự gì khác biệt màu tí tùy các bạn thôi, cũng vừa vừa thôi, được nhiều quá. Rồi ta random cho bạn hiểu hiểu ý thôi ha, ngẫu nhiên thôi, chứ tôi làm nữa hướng dẫn nữa thì nó mất thời gian lắm, làm kỹ nó mất thời gian lắm, cũng vừa vừa thôi, một vài chỗ thôi.
Tại vì cái này á, chừng nữa bạn chúng ta sẽ là gắp những cái khối này lại với nhau, nên những cái khoảng phần bạn, những cái phần ở vách này đôi lúc nó sẽ bị ẩn đi rồi. Bạn nào nếu đã từng làm những cái game nhận thế này bạn sẽ biết nó, ví dụ vậy thôi ha. Còn ví dụ như cái màu nâu dưới cũng vậy đó, ví dụ như cái màu nâu này nè, chúng ta phải lít vô đây để tạo ra một cái nằm nâu mới. Rồi, rồi ở đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ hút màu đi, hút đi nè, để ta lấy được cái màu nâu này. Nó bạn muốn biết cái tham số này bạn hãy copy cái head này, chỉ số head này lít vô đây nè, nhấn Ctrl C gì đó qua đây thử này, Ctrl V thử. Tàn 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 ý là tao muốn copy ra một cái màu mới bạn, như như màu này đi. Rồi tao sẽ cho nó hơi tối tối một tí để tao tạo ra cái sự khác biệt màu bạn, thấy chưa? Nó random giống như cái đất này nó sẽ không thể nào giống nhau được, có đôi lúc nó sẽ có cái gì đó nó khác nhau. Bạn tạo những cái đường liền các bạn sẽ nó sẽ đẹp hơn ha, tại vì tôi làm biến tôi làm nhanh nhanh rơi chuột nhanh quá cái nó tạo ra những cái đậm giữa nhìn xấu lắm. Một vài thôi bạn không nên làm nhiều quá, một vài cái đó bạn. Rồi ok ha, ví dụ gì đi nó thấy chưa, nó tạo được một cái mảnh đất hết cực kỳ xấu. Thường người ta sẽ có những cái mẫu làm theo thì nó sẽ đẹp hơn bạn. Các bạn nào mới chưa làm nó giống như tôi nè, cũng không rành đâu, thì bạn lên Pinterest bạn coi những cái mẫu người ta mà làm na ná với nhau, nền thường là những nền đất nè, cây nè, rồi những cái bức tường nè nó ok ha. Thì cái thể loại dạng này là bạn, nếu mà thường những cái bạn nào mà hồi trước đó giờ nếu chỉ mới dừng lại cái việc học 2D á, thì các bạn thường hay sử dụng cái phần mềm Photoshop đúng không? Đúng không? Bạn hay vẽ dạng những cái nền như này, sau đó bạn ghép lại nhau, bạn đưa những cái tài nguyên này cho những cái bạn mà làm bên lập trình game á, thì bạn vẽ với dạng Photoshop như này nó, đúng không? Vẽ những cái bề mặt mà cứ mô phỏng là tưởng là 3D ha, nhưng mà thực chất đó chỉ là những bức ảnh 2D cái dạng hình khối như thế này thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng Photoshop, dùng cái bản vẽ Wacom bằng tô màu lên nó. Trong khi nếu bạn nào biết sử dụng những cái phần mềm này thì làm dễ lắm. Sau này chúng ta có một cái khách hàng khác á, thì bạn chỉ việc là lấy những cái file lại bạn sửa tô màu lại chút xíu là được rồi, đúng không? Đó. Thì nói chung bạn biết nhiều phần mềm thì bạn sẽ giỏi hơn, linh hoạt hơn, công việc bạn nó dễ dàng nhẹ nhàng hơn nữa. Rồi đó là tôi video này tôi hướng dẫn các bạn cái phần lock ha, với sẵn tiện rồi tôi lưu đi chứ, nhấn như đây lưu nè. Rồi dù tôi ra ngoài đi bạn, tôi ra ngoài đi. Video sau tôi sẽ nói chủ yếu về cái phần modeler này, nó tập trung chỗ này. Còn animator thì tôi chỉ nói sơ sơ cho bạn hiểu thôi. Bạn tự xem cái phần video ha. Video nè, đây là có modeler này, animator nè, đây là lock nè. Cái animator thì tôi link cho bạn xem trong video này thôi, chứ tôi làm biến hướng dẫn đó. Nó ví dụ tôi lấy đại một cái hình vậy bạn ha. Con nai, con hu gì nè. Đây là những cái mẫu có sẵn của người ta. Rồi, nó làm cũng ok lắm nhưng mà đây nè, dù hiện tại thì cái mẫu này không có màu. Đây là con nai, con hu gì ha, lit play nè. Đó, đây là đang chọn tư thế chết, tư thế ăn nè, tư thế đi bộ nè, nó run nè, chạy nè, ăn nè, chết nè, rồi hít là gì, hí ngựa, nó hí con nai hí lên mặt nó. Bạn nhìn bên tay trái cái bộ khu gắn khung xương nè. Rồi đây là cái gốc, bạn cứ hình dung giống như ta đang học phần mềm Cinema 4D, nó sẽ có cái bộ khung xương. Rồi sau khi có được cái khung xương nó sẽ ráp cái phần da vô ha. Bạn nhìn kỹ bên đây là các bộ phận da, ví dụ như đây là cái móng chân, bàn chân, cái đầu, cái sừng hay gì đó. Thì nó sẽ kéo từng cái bộ phận này, chúng ta đã dựng bên cái phần mà file modeler á, cái file đầu tiên á. Bạn lo cái này vô trong cái phần xương đó đó. Thì những cái xương này nó cấu trúc theo cái hệ là đó, cái xương con là con của cái xương cha nè, đó. Từng cái này là con của cái này, đó. Tương tự như bên Cinema 4D đây, nó dễ ha. Rồi như cái đối tượng này là con của đối tượng kia gì đây, nhưng mà lưu ý đây chỉ là những cái xương nha. Rồi sau khi là bạn tạo được cái hệ thống xương liền mạch gì đó, đối tượng này là con của đối tượng kia rồi, thì bạn sẽ lo cái phần da như tôi vừa nói, lo như đây nó thì tự động nó sẽ là da, nó là con của cái xương đó, nó dính liền với cái xương đó nè. Bạn thấy không, ở trên này là cái tên xương, còn dưới là cái tên của cái lớp da ta. Ok ha, tôi nói sơ thôi. Rồi sau đó bạn sẽ chọn những cái xương này, sau đó bạn đặt khóa cây làm chuyển động tương tự như Cinema 4D hay là những cái phần mềm 3D khác như After Effects, như là Remover, chỉnh sửa video, rồi cũng cái kiểu thể loại Timer với đây nè bạn. Cái này là cái file của người ta rồi, nên cái này nó sẽ chật, tôi sẽ qua cái file trống bạn sẽ thấy. Đây, tôi tạo mới cái file trống ha. Nè, những cái mẫu mà chúng ta dựng bên cái tính năng này nè bạn. Dựng từng cái bộ phận một như tôi vừa nói, cái tay riêng, cái chân riêng, cái đầu, cái thân, cái đuôi, cái sừng, nó từng cái bộ phận mà có modeler, rồi sau đó ta sử dụng bên animator. Rồi nói cho bạn hiểu ra chứ tôi không khuyến khích làm này làm biến lắm, ta làm bên Cinema 4D hoặc là up lên trên cái trang Mixamo cho nhanh, hoặc là Cinema 4D ta sử dụng bộ khung xương những cái lớp in tôi hướng dẫn rồi á.
rồi ta sẽ lưu lại mở đại đi. Rồi thấy chưa, mà nhìn cái giao diện giống như những cái phần mềm ta đã học rồi đó. Đây là cái phần xương này, xương này xương root rồi, xương gốc nè, tức như đây tạo ra cái xương con, nó đặt tên, nó vô đặt tên là một đi. Rồi trong cái xương con này bạn lít đây tạo thêm một cái xương con nữa, cái xương này đặt tên là xương hai đó. Thấy chưa, đây là các khớp xương nói với nhau thôi, đơn giản thôi, đâu có gì đâu khó. Rồi số này số 3 ví dụ vậy. Rồi bạn hay đặt tên tiếng Việt hay gì đó nên đặt không giống xương đầu, xương tay, xương gì đó, đó. Rồi sau đó bạn sẽ lo những cái bộ phận nó, như đây là cái chân, bàn chân này bạn lo vô trong cái xương này nó, thấy chưa. Rồi sau đó bạn chọn những cái này, ví dụ như là cái xương tay, xương chân nè, lưới là xương ha, này là các xương nha, chứ không phải là cái da đâu, này xương. Sau đó bạn sẽ đặt khóa cây của nó này, bạn chọn nó nè nó, sau đó bạn đặt khóa cây, thay đổi vị trí đặt khóa cây đó. Rồi còn này là hiển thị cái hệ trục tọa độ thế giới, hệ trục tọa độ local là địa phương này rồi. Còn này là hiển thị cái xương liên kết, ví dụ ta lo cái này lên của cái số 2 đi nó. Rồi cái này hiển thị cái khối hợp, còn này hiển thị cái IK là xương IK, cái phát sáng lên phóng to toàn bộ đối tượng. Rồi ta nói sơ sơ đây, này bạn thấy tự tìm hiểu thêm. Đây là thêm tạo thêm những cái chuyển động, ta đang tạo cái chuyển động idle cho trạng thái nghỉ hay trạng thái chuyển động. Còn đây là những cái khối hợp mà như tôi nói bạn, ta tạo bên cái mẫu modeler nè, ta nhập vô đây, nhích vô đây nè, cái chữ import nhập vào nè. Thấy chưa? Viết tắt của chữ VXM là của file modeler nè. Đó, nhập vô đây. Rồi, inspector là thuộc tính của nó, thay đổi về vị trí, xoay, reset nè, mặc định, change form là biến đổi nè, xương IK nè. Đây là constraint là những cái ràng buộc, tương tự như bên Simafuri có cái thẻ constraint đó bạn nhá. Đó, là bạn tự tìm hiểu thêm ha, tao không nói nữa. Đây là cái phần gốc nè, ràng buộc về gốc nhỏ nhất lớn nhất, xem như là xem nhiêu độ á. Rồi thôi video này dừng ở đây đi, các bạn nào tao nói rồi có xem thêm thì tự xem thêm cái phần hướng dẫn của người ta đây nè, animator basic nè. Rồi cũng cơ bản thôi, cũng chưa chắc gì hiểu rõ. Rồi thì với video sau đi ta sẽ tập trung về cái phần dựng mẫu modeler này, nó hay hơn mà. Đây tạo ra file mới, ví dụ như gì đi, tao cho bạn xem sơ sơ cái này thôi. Nó dạng giao diện như vậy, giống như nó giống như cái phần mềm GoGoShow bạn, tôi đã hướng dẫn các bạn rồi đó, GoShow nó tương tự thôi. Đó, ok ha, những công cụ nó bên tay trái này rất là dễ dùng. Rồi cái giao diện trên đây. Rồi, tôi quay đâu sau đi, video này nó hướng dẫn nó dài lắm. Rồi, tôi Tú Phan đã dẫn bạn trên trang web là phan.com, hẹn lại các bạn.